Các bạn đến với channel của Dũng Xe Tải. Hôm nay bên mình cũng mới về một con xe tải Jack đời 2010, xe tải cẩu, cẩu 3 tấn rưỡi Tarano. Thì vậy sau đây mình sẽ có được quay một vòng chi tiết cho các bạn ha. Và đây mình đang cầm cuốn sổ đăng kiểm, chút nữa mình sẽ đọc thông tin cho các bạn. Xe tải Jack đứng tên cá nhân, cẩu 3 tấn rưỡi, tổng tải của xe này là 11 tấn nha. Các bạn đứng tên cá nhân thôi. Thùng của nó là dài 6,7 mét. Đấy, các bạn nếu anh em làm cẩu thì sẽ dành hơn, tại vì mình là đầu tiên làm con xe này, mình không dành về cái cẩu lắm, mình chỉ có dành về cái xe tải thôi. Thì xe tải Jack hai chân, biển số Sài Gòn 51C90573. Đây mình giới thiệu cho các bạn cái sổ đăng kiểm nhé. Xe là biển số đây, biển số này, xe này là gốc Nghệ An, xe lại phương tiện là ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu là Jack đời 2010 Việt Nam này. Xe này kinh có kinh doanh vận tải và có cải tạo. Đây là kích thước của thùng xe này, 6m650, rộng là 2m1, và cái này là chiều cao của cái thùng lửng. Tải cho phép của nó là 3,7 tấn, còn tổng tải của xe này là 11 tấn. Xe sử dụng động cơ là 4,7 nha. Xe đăng kiểm tới tháng 9/2022 mới đăng kiểm. Đây là cái sổ thông tin của sổ đăng kiểm, mình quay cho anh em để coi clip cho nó rõ. Rồi sau đây bắt đầu mình vào chi tiết từng phần của xe. Thì đây là xe Jack đời 2010, thì xe gắn cẩu. Thì mình quay cho các bạn cái dàn vỏ, cặp vỏ trước còn khoảng 85%. Đây, mình quay cho các bạn thấy, cặp vỏ trước còn 85%. Đây, xe đứng tên cá nhân. Đây là kích thước của cẩu đây. Đầu cabin này thì nói chung là nó đã tốt lại biết bao nhiêu lần rồi, đời 2010 gặp xe Trung Quốc nữa. Thì vấn đề đồng sơn nó là hết sức bình thường, quan trọng là cái máy. Nói chung là xe này cặp vỏ là còn 90% đó. Cặp vỏ xe cậu thì rất là bền. Đồng sơn thì nó chạm tích rất nhiều lần rồi. Nói chung là xe chủ xe cũng bọc ghế da, nội thất cũng tương đối. Phía sau thì nó có một ghế ngồi. Đó, mình quay cho các bạn. Dàn xe cậu này dàn đông thì mình không nói rồi. Thì nói chung là làm hay không làm thì nó xuống. Thì xe này nói chung là nó làm đồng hết rồi. Làm đồng chắc 4-5 lần nó chết mất tích cũng dày lắm. Các bạn để ý này, mất tích này nó chết khá là dày. Sau đây mình quay cho các bạn dàn chân đây. Đấy, quay cho các bạn cái dàn chân của xe cẩu. Anh em làm cẩu thì xe này, người ta chạy cẩu thì dàn nhíp trước nhíp sau họ đều đôn gối rất là cao. Tại vì làm cẩu thì bắt buộc vậy. Dàn chân đây. Sau đây mình qua bên tài cho các bạn quen. Quay một vòng cho các bạn lên phần tài, bên tài cho các bạn coi ha. Dàn đồng sơn thì cũng được, họ làm hết rồi. Anh em về cũng không phải làm dàn đồng nữa. Dàn sơn đây, xe Jack máy đây, nội thất đây các bạn. Phía sau là có một cái giường. Thì cái xe này mình chỉ review vậy thôi, chi tiết như vậy. Ghế bọc da là 2010. Sau đây bắt đầu mình quay cho các bạn cái chassis và cái cần cẩu. Thì đây là cái sách si, xe này thì sách si cũng đã kẹp, làm cẩu thì chắc chắn là phải kẹp sách si rồi. Đây là xe cẩu, thùng dài 6m7. Anh em làm cẩu thì sẽ dành nhìn cái cẩu này hơn. Talalo như nghe ông anh bảo 3 tấn rưỡi. Đây chắc bộ BOT. Đây là chân sau, đây là cẩu. Mình quay cho các bạn ha. Anh em làm cẩu thì sẽ dành hơn mình, chứ mình không dành cái này lắm. Dòng cẩu này mình chưa có giờ làm dòng cẩu này. Thì đây mình quay ra cái dàn cẩu trước đi. Để anh em làm cẩu sẽ dành hơn, dành cẩu làm dành cẩu nhiều hơn. Đó, mình quay cho các bạn những cái dàn thông số này thì không biết, cẩu này thì mình bỏ tay rồi. Cẩu này mình chỉ biết là một tí này thôi. Đây mình quay cho các bạn cái thùng. Để mình leo lên cái thùng lửng đã được gia cố chưa? Đó, thùng lửng cũng đã được gia cố rất là chặt rồi. Sàn sắt lam me. Đấy các bạn thấy không? Năm bừng mở. Mình quay cho các bạn cái sắt xi này. Này đã kẹp này, cái này là đã kẹp để gác cẩu này. Sắt xi kẹp này, dàn đà rất là chắc, các bạn nhìn thấy dàn thùng không? Toàn chữ Y này, cái này chữ Y này, cái này chữ Y luôn, Y này. Toàn chữ Y không? Xe này cũng hai chữ Y cấp vô, các bạn thấy là xe nó kẹp cỡ này thì chắc nó chở cũng dữ ạ. Đa số xe cẩu phải chở quá tải. Sắt xi kẹp đấy các bạn thấy không? Ở trong này kẹp sắt xi hết, dọc hết. Đấy dàn cầu sau này. Dàn vỏ sau thì còn khoảng 75%. Đây, quay cho các bạn. Taxi, nói chung là taxi thì bắt đầu nổ sơn thôi, nổ sơn lúc này thôi, còn xúc trên thì vẫn khá là đẹp.
Nhìn coi, thắng thì lốc kê hơi. Đấy các bạn thấy không? Sắp xì đã kẹp kẹp phía trên phía dưới luôn. Đa số kẹp ở phía trên, dàn đà ngang đà dọc rất là dữ. Đấy, dàn chân sau này, các bạn quay dàn gió sau thì cũng đi được. Nói chung xe này anh em về chỉ có bảo dưỡng thay nhớt thì đi thôi. Nói chung cái thùng của xe cậu thì bản thân người ta làm cậu, người ta làm rất là chắc chắn, gặp thời xưa nữa. Gặp xe cua đây. Đó, mình quay cho các bạn thể của cái xe nha. Đấy. Cậu mà. Xe đã đổi biển số vàng, định vị phù hiệu đầy đủ luôn. Xe biển số Sài Gòn đứng tên cá nhân. Thùng, đây mình quay từ thùng từ dưới đây. Sàn sắt lá me, năm bừng mở. Sắt xì cực chắc luôn. Đấy. Dàn cái thùng này không chê vào đâu được. Cái thùng này các bạn có thể chở được mười mấy tấn cũng được bình thường. Sàn sắt xì rất là cứng. Sàn chân sau. Đây là mình đang ở bên tài, mình đi lên bên phụ. Đây là cái tủ đầu nghề của xe. Đó, sắt xì này đã kẹp rồi các bạn thấy không? Nó kẹp thì nó gác cẩu á. Kẹp sắt xì này để gác cẩu, sử dụng bình 24V, bình nhỏ thôi. Rồi, đó, sắt xì nó kẹp rồi, các bạn đấy nó kẹp thấy không? Còn đây là cái cẩu, quay từ xa cho các bạn thấy nha. Đó. Không biết cái này là ba khúc, cẩu ba khúc, cái này chắc nó ngoài 6 tấn á. 5 6 tấn Tarano gì đó. Nói chung anh em làm cẩu Tarano sẽ dành hơn mình để thua. Cái này là OBT gì không dành lắm. Đây là thông số đây. Xe này của ông anh à, mình quay cho các bạn cái máy nha. Tại có một mình thao tác à, không mình không có quay được cái máy. Lật cái đầu cabin lên mình quay cái máy. Đây. Quay cho các bạn thấy. Rồi à, Jack 4 tấn, cậu Tarano 4 tấn à, thùng dài 6m7 đời 2010.